xin chào các bạn. Và thời gian vừa qua, khi nghĩ đến một chiếc laptop vừa mỏng, nhẹ, hợp thể trang này và có hiệu năng cao nữa, thì người ta thường hay nghĩ đến những chiếc laptop của Apple như là MacBook Air đầu tiên. Nhưng vào thời điểm này thì hoàn toàn khác. Quan niệm đó đã bị thay đổi với Asus vì họ vừa mới tung ra một mẫu laptop mới có thể xem như là đối thủ đáng gờm của các mẫu MacBook của họ Apple. Và ngay bây giờ, nó đã ở trên tay tôi đây, chiếc ZenBook 3 Deluxe của Asus. Cách đây gần 1 năm, khi ra mắt người dùng, giới chuyên gia đánh giá ZenBook 3 là một trong những chiếc laptop hoàn hảo nhất của Asus. Và người ta cũng thường nói rằng những thứ hoàn hảo thì không thể cải tiến được. Điều này có thể đúng, nhưng với ZenBook 3 Deluxe thì khác. Asus đã chứng minh rằng sự thật không phải là như vậy bằng việc thực hiện trên chính chiếc ZenBook 3. Từ trước đến nay, ZenBook đã luôn nổi tiếng về sự khác biệt và vẻ đẹp lộng lẫy. Ở cái nhìn đầu tiên, ta sẽ ngay lập tức nhận ra lớp kim loại đồng làm trang hoàng cho khung kim loại nguyên khối của ZenBook 3 Deluxe. Lớp hoàn thiện đặc trưng tinh xảo và chi tiết. Viền vàng kim nổi bật bao quanh các cạnh được phay phát chính xác cùng với logo Asus màu vàng gold đặc trưng, không chỉ tạo nên sự phá cách tinh tế mà còn tạo nên một phong cách đầy tươi mới. Nhà thiết kế ZenBook 3 Deluxe cho biết, việc chọn màu xanh hoàng gia được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tuyệt vời của bình minh vàng trên đại dương xanh thẳm. Và đây là một sự lựa chọn đúng đắn khi làm cho mẫu laptop này trở nên xứng tầm với một chiếc máy tính sách tay sang trọng. Mặc dù lớp vỏ hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối, thiết kế mỏng chỉ 12,9mm và nặng vỏn vẹn 1,1kg như mẫu Ultrabook 13 inch thông thường. Nhưng Asus ZenBook 3 Deluxe có kích cỡ màn hình lên tới 14 inch. Điều này nhờ vào ứng dụng công nghệ viền màn hình Nano S, nên khung viền 14 inch của ZenBook 3 Deluxe có thể dễ dàng gói gọn vào thân máy chỉ 13 inch, mang đến cho người dùng sự gọn nhẹ và hiệu năng cao. Công nghệ Nano S này cũng giúp cho góc nhìn rộng đảm bảo màu sắc không bị bóp méo và độ tương phản tuyệt đối ở góc nhìn lên đến 178 độ, giúp làm việc nhóm và xem chung màn hình một cách dễ dàng. Tuy mỏng và nhẹ, nhưng cấu hình của ZenBook 3 Deluxe được xây dựng để đem đến hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Đó là bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 7500U, bộ nhớ trong 8GB RAM bus 2133 và ổ SSD công nghệ PCIe 512GB cho tốc độ nhanh gấp 3 lần các ổ SSD SATA thông thường. Vì máy có đến tận 4 khe RAM nên người dùng có thể tự nâng cấp từ 8 đến 16GB RAM tùy vào nhu cầu sử dụng. Và khó khăn lớn nhất để thiết kế một mẫu máy tính siêu mỏng nằm ở vấn đề tản nhiệt. Với bộ vi xử lý Intel Core i7 mạnh mẽ bên trong ZenBook 3 Deluxe, các kỹ sư của Asus phải sáng chế một hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới, bao gồm một bộ cánh quạt bằng polymer tinh thể lỏng, mỏng chỉ 0,3mm và một ống dẫn nhiệt bằng hợp kim đồng với thành ống chỉ dày 0,1mm. Hệ thống tản nhiệt tiên tiến này chỉ cao 3mm, qua đó không khí nóng từ bên trong được đẩy ra ngoài một cách êm ái qua các lỗ thông khí giấu trong bản lề của máy. ZenBook 3 Deluxe có cổng kết nối là một cổng âm thanh và 3 cổng USB Type-C hỗ trợ công nghệ Thunderbolt 3 mới nhất cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 40GB. Nghe thì có vẻ ít, nhưng thực ra là quá đủ vì những ai đã dùng chuyển USB Type-C đều đã biết chỉ bằng cổng Type-C thôi có thể thay thế các cổng kết nối cổng kính khác như sạc điện, USB, HDMI và những phụ kiện này đều được trang bị kèm theo máy. Bàn phím trên ZenBook 3 Deluxe có đèn nền màu vàng kim trên model xanh hoàng gia và trắng trên phiên bản sáng thạch anh, với độ sáng nhẹ nhàng nhưng cũng rất nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng. Và điều làm mình cảm thấy thích thú nhất là chuột cảm ứng trên chiếc ZenBook 3 Deluxe này được trang bị cảm biến vân tay, hỗ trợ giúp đăng nhập một trạng cực kỳ nhanh và thuận tiện. Thêm vào đó, khi sở hữu chiếc ZenBook 3 Deluxe, chúng ta còn được nhà sản xuất Asus tặng kèm một chiếc bao da chống sốc vô cùng thời trang và sang trọng. Công nghệ ngày càng phát triển khiến mọi thứ không chỉ nhanh, mạnh mà ngày càng nhỏ gọn hơn. Và chiếc ZenBook 3 Deluxe của Asus này là một ví dụ điển hình cho điều đó. ZenBook 3 Deluxe hiện đang có bán tại siêu thị máy tính Ankhang. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy đến ngay để sở hữu chiếc laptop mang đẳng cấp doanh nhân này nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.